Không biết là cái áo sơ mi của em là do em tự may hay là em mua? Dạ em may nón. Em may nón. Đàn ông trai đâu vui. Cái chuyện mà hả tàn chọc ngang giống như móc mình vậy, ghét. Còn gần máy ông lấy tay vặt lông chân. Kể đi kìa, kể đi. Trời ơi, đừng có nói ngoài trò vặt lông chân, còn trò vặt lông heo nữa ngay đầu. Lâu lâu với hứng với thò tay với máy giật một cái, giật một chùm. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Tên là Nguyễn Ngọc Thanh, năm nay em 24 tuổi, làm thợ may. Không biết là cái áo sơ mi của em là do em tự may hay là em mua? Dạ em may nón. Em may nón. Rồi, mời em, vợ của Thanh. Dạ, em tên Lê Thị Ánh Linh, năm nay 19 tuổi. Wow. Wow, mới có 19 thôi hả? Trời đất ơi. 19 tuổi rồi cưng làm gì Linh? Dạ làm công nhân may. May luôn, nhưng mà may gì? Là may nón luôn. Cái xíu nữa là không nói kịp là anh Binh anh hỏi là ở cái áo của em là do em may. Em may nón nữa. Rồi. Dạ. Vậy thì hai đứa quen nhau lúc bao nhiêu tuổi? Cách đây là 4 năm trước. Ôi ôi. Quen biết thôi ạ. Là 15 tuổi rồi biết à. Dạ quen biết thôi, làm chung thôi, ghét con này ghê lắm. Trời, không ưa luôn. Nào trời chó của đó đó. Mà tao có làm gì mình không, tự nhiên ghét tao ngang ngược. Không, tại thấy ông lúc đó ông đẹp trai lắm, da trắng rồi ông tập gym ông đẹp lắm chứ không phải xấu như vậy. Trời. Ủa trời à. Con em. Lúc đó em gặp cô này như thế nào? Người thì nhìn dễ thương, miệng thì lúc nào cũng vui vẻ. À. Em có thích bạn không? Chưa hết. Ủa vậy thì cái điều gì mà khiến cho em chuyển từ ghét thành có cảm tình? 4 năm mà em làm chung ổng đâu có ưa ổng đâu. Cứ ngồi mà mỗi lần nói chuyện gì vui gì trong mấy thợ chỗ làm cái ổng chọc vô nghĩ đàn ông trai đâu vui. Nói chuyện mà hả tàn chọc ngang giống như móc mình vậy, ghét. Cái em ngồi nhiều khi xuống dưới làm ngồi gần máy ổng lấy tay vặt lông chân. Trời, vặt lông chân luôn. Không dạ, chân lắm. Sao mà để dạ. Dạ, lúc em đi ngồi máy, giờ em làm ngồi ở dưới nền nhà cái ngồi gần cái làm bất hình lình luôn. Lâu lâu với hứng với thò tay với máy giật một cái, giật một chùm. Cũng ngoài cái trò mặt lông chân nha, còn có cái trò gì quái đản nữa không? Có. Trò gì nữa? Đừng kể đi. Kể đi. Trời ơi, đừng có nói ngoài trò mặt lông chân, còn trò mặt lông heo nữa ngay đầu. Để coi chờ tú xì tát gì tú xì tát đứa nào bị tát nhiều dạ vợ em bị tát nhiều tát đau không mày dạ tát đau mà ù tay cả hai tầng hai bên luôn trời ơi vũ phu lắm vậy hả mà em tát mà có mạnh không em tát không nhẹ em sợ không điên không quýnh em chết luôn em tát không vừa vừa rồi ông tát em mạnh dạ có phải là do em bị mặt lông chân quá rồi em tức quá cho nên là mày vũ chơi quýnh tú xì để trả thù dạ không em chập tức luôn cho tức càng dạ. Càng tức càng dễ thua đúng không cái dòng cái càng tức là càng rối mà thua hoài luôn thua hoài luôn thua hoài luôn ghê thiệt ha rồi không lẽ tát thôi còn có gì không có suối bao giờ chơi cắn má đi không cắn sau hai má bên đây mà đen mà nó đen hơn trứng vịt ung trời ơi ghê quá trời ơi chơi trò biến thái này đó còn ngoài cắn máy còn cắn gì nữa không ngủ cắn mũi nữa à. Sao mà lửa cái khuôn mặt mà cắn không vậy trời còn cắn lưỡi nào nữa cắn môi cắn mũi rồi có cắn lưỡi không cắn môi trước xong rồi môi sưng quá bịt khẩu trang đi làm thời gian xong rủ cắn lưỡi luôn trời ơi thôi thôi hiểu rồi ông này là ông cắn từ từ cắn tới cái lưỡi là tôi biết thấy là cũng dính luôn là cuối cùng là cắn câu của ổng đó rồi. Em là dạ. Cá một thời gian mà em không biết có phải là em thương cổ cho nên em mới bày ra cái trò này dạ rất thích đúng rồi cũng có thích gì ghê dạ nó tới cái phần nào thích cắn cái phần nào mà thích rồi môi thích rồi cắn môi là thích rồi đó cắn tới phần môi là thích rồi đó, đã thì có cắn môi đã lắm luôn á ấy mới nghe nào cắn lưỡi sao vậy để cho hỏi cắn lưỡi cắn sao cắn người ta là trên phim ảnh mà cắn lưỡi là chỉ có chết thôi rồi ở ngoài này là cắn lưỡi là yêu nhau thì cắn thì sao dạ, cắn nhiều mỗi lần mà thua cái là cắn 4 cái mà cắn ác không cắn như kẻ thù vậy mà em có cắn ổng lần nào cắn được ổng có mấy cái à lỗ không à cắn đau lắm luôn đau lắm luôn cái lưỡi sưng
nổ mụn luôn, không ăn cơm được. Cắn bằng lưỡi nổ mụn. Tội nghiệp á. Em có cắn được không nào? Có cắn được mấy cái nhưng mà hầu như không. Đau. Dạ cũng đau. Rồi cắn bao lâu thì yêu? Cắn được cỡ một tháng. Trời, một tháng mà tưởng tượng ngày nào cũng bị cắn bốn cái. Cũng như môi chưa kịp hết sưng thì tới lưỡi mọc. Đúng rồi. Môi sưng mà cái lưỡi nổi mụn nữa rồi. Rồi ăn uống sao trời, không lẽ xài ông hút liên tục. Dạ không có nhịn ăn luôn, không ăn. Không, nhưng mà anh nói thiệt nha. Dạ. Cái lần đầu tiên anh cắn vào lưỡi của em á, em có rung động không? Định về có nhớ nhớ xíu. Hay chưa, dính rồi. Chắc bữa đó ông ăn mắm tôm rồi. Ở yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ được 2 tháng. Sao anh không nói gì vậy? Yêu 2 tháng là cưới luôn hả? Dạ. Mà lý do sao cưới sớm, có ai tác động để cưới không? Dạ không. Cháu à, ba mẹ cưới nhau. Ngoài ba mẹ có ai kêu cưới không? Bác sĩ có kêu cưới không? Dạ không, không có em bé. À chưa có em bé, dạ. Có nghĩa là cảm thấy là cần phải cưới. Thì là cưới thôi đúng không? Dạ. Và ba mẹ đồng ý luôn. Dạ. Mà ba em có biết cái đối tượng mà cắn em á, do mặt mày xưng vậy á, là sau này là chàng rể tương lai của mình không? Chưa biết luôn. Bữa nay ông biết nè, bữa nay ông biết nè. Tại ông Bi nó bắt đầu lo sợ, ông thợ gái ông là cũng mai mốt cũng chơi đến tôi xong ông nó bị cắn mặt quánh em bòm đầu. Rồi từ lúc em cưới cho đến lúc ngày hôm nay là bao nhiêu lâu? Dạ 6 tháng. Ờ nó còn nửa quá năm quá son rồi đúng không? Son trẻ quá mà hai anh chị đều còn mò dành nhau hồi. Bây giờ cho em kể thật xấu của quay á. Quay có thật xấu vậy? Dạ nói nhiều. Quên nói qua vợ mới nói nhiều. Nói hơn radio. Radio nó chưa còn rút dây điện nghe còn nghĩ rồi nói chưa còn nói nữa nói tới tối đó, nói chung radio á nó còn bị cúp điện còn bị hết pin còn vợ là coi như là năng lượng tràn trề đúng không? Dạ không có công tắc để mà ngưng nói á. Cái tính nó là có khiến em bực bội không? Dạ không. Chết cha rồi về nó tăng nữa nè. Về nói thêm nữa nè. Rồi gì nữa? Ăn nhiều. Ăn nhiều. Ăn bất chấp không? Ăn bất chấp. Ừ. Nói bất chấp, ăn bất chấp. Ừ. Ăn sao mà ăn bất chấp? Ăn như vừa ăn sáng xong đi vô làm cái mua một bánh mua này kia ăn tiếp. Ăn từ sáng tới tối. Trong này ăn 4 giờ cử tối 10 giờ 11 giờ ăn nữa. Ăn nữa. Ăn vặt luôn. Thôi ăn bài luôn nha. Ủa nó nghe nè. Chồng em phải là người nhút nhát không? Nó chỉ với người ta nhút nhát thôi. À, nhưng mà cái đêm tân hôn có nhút nhát không? Đêm tân hôn á, ông bỏ bê luôn. Lúc đó là em về em cất đồ vô trong á, cái ông không cho cất đồ. Ông kêu là đồ gì đâu mà cất chung ông không thích, ích kỷ lắm. Em chửi ông kêu người đâu keo kiệt, có cái tủ đồ hả, mới cưới ra về không cho tôi cất đồ vô nữa. À. Cái dành hồi cái mình giục hết đồ ông ra luôn, cái bỏ đồ vô. Em à. Rồi phản ứng của ông này sao? Ông chửi em kêu là gì? Nghĩ sao hả, vô nhà ta giục hết đồ ra vậy? À. Chung dành cái tủ đồ trong đêm tân hôn vậy, tối đó ông bỏ bê ông đi ngủ luôn. Trời ơi, tức là dành tủ đồ để cất đồ xong mà giận rồi ngủ luôn, mạnh thằng nào thằng đó ngủ. Dạ. Trời ơi, con nhỏ này ông rộng lượng hết sức luôn. Đi, bao nhiêu thứ để khám phá thì không khám phá. Đi phá cái tủ đồ. Rồi sao? Rồi đêm sau là dành tới cái gì nữa? Cái ngày hôm sau là tân hôn. À, ngày hôm sau mới tân hôn. Rồi nít về biết gì đâu tân hôn. Nhút nhát quá mà. Ông này ổng nhút nhát gì hồi chứ hả? Dạ. Bộ chồng kinh nghiệm lắm hả? Dạ không, ổng dụ cho vợ ổng như là thích đòi ổng gì á. Ông mở đường cho đi, ông mở đường cho đi. Có nghĩa là ông dụ em là phải bằng mọi cách là dụ ngược lại ổng. Ủa hay vậy ta? Ủa là sao? Sao hay vậy ta? Sao tôi không biết cái vụ này ta? Ừ, có nghĩa là em dụ làm sao mà vợ em á, mà em ngồi đây mà nó phải chà lết quýt sợ nó dụ ngược em. Hay cái đó mới hay á. Chúc cho số điện thoại tối nay đi uống cà phê nha. Rồi bây giờ tới em đi. Ông ấy có tật xấu gì không? Ông chắc là đến điểm 9 luôn rồi ạ. Là sao không có tật xấu luôn? Ông chỉ có một cái tật là ông ở sạch quá. Về anh phòng là hả, cái phòng mà không có một cọng tóc hay sợi. Sợi lông. Dạ cái đầu mà rụng cọng tóc thôi hả, ông nhặt cọng tóc lên kêu nè, nghĩ sao để tóc rụng gì vậy, quét đi. Ôi ôi, đừng nói là cầm hạt bụi lên trời, nghĩ sao để hạt bụi nó bay vào đây vậy. Dạ ăn uống cũng không có cho đem vô trong phòng nữa, thấy mà ngồi ăn trên nệm cái gì đuổi xuống liền. Thường ở nhà thì ai là người lau nhà? Dạ chồng em.
Ngày ổng lao chục lần không em? Dạ ngày ổng lao trên 6 lần luôn. Trời má ơi, trên 6 lần. Cái phòng nó đâu có to lắm mà ổng cứ thể ổng tắm xong cái ổng lao, hay là nhiễu cái miếng nước xuống cái ổng lấy cây lau nhà ra ổng lao luôn. Có nhiều khi 12 giờ đêm cũng lao nhà. Trời ơi. Ủa em ghét ở dơ lắm mà, đúng không? Dạ lúc anh nhìn vừa vô nhìn thấy có xíu thôi, thôi muốn nghỉ ngơi thôi, thôi quét thoải mái hơn, nằm xuống thoải mái hơn. À, thế mình quét xong mình nằm mình mới cảm thấy thoải mái hơn. Dạ. Em có khó chịu gì cái chuyện đó không? Dạ có. Tại lúc mà đi làm chung với em á là hả, ông ấy dơ lắm. Bây giờ kinh khủng luôn, cái chỗ dưới mấy mai ổng là hả, đai rồi chỉ rồi bánh rồi nước ngọt gì hả. Nó bê bết ở dưới mà hả, ông không quét cho người ta luôn, để chủ phải nói với em rồi hả, nhờ em nhắc với ổng mới ổng mới quét. Em muốn anh ấy thay đổi cái tật quá sạch vậy không? Dạ cũng có. Chừng nào á mà chồng mình á bắt mình đi lau á thì lúc đó mình mới ấy chứ, đúng không? Thì ổng tự lau mà. Con này lại lau sạch dễ sướng, cái bộ đi nhà sạch đã lắm. Chỉ khi nào mà giống như là sạch tới cái mức á mà bệnh luôn á, có nghĩa là chuẩn bị mà nắm tay vợ cái là rửa tay liền đi đó, ví dụ vậy. Dạ có luôn, có luôn hả? Dạ là sao không có tay vô quá bắt đi rửa tay không cho nắm tay rồi trước khi ôm có bắt đi tắm không? Ví dụ mà người mới ăn xong mở mạng gì là không cho ôm luôn. Vậy tại sao cái lúc mà sư cắn lưỡi đó có kêu không kêu đi đánh răng? Vì 2-3 giờ sáng ông cũng tắm luôn, ổng gội đầu ổng nhiều khi ổng bị trúng gió luôn, thành ra khi vậy mới kêu là cái tật đó bỏ bớt đi. Thôi vậy mình đổi thời khóa biểu đi, sáng sớm đi. Không, sáng sớm đi làm không nổi. Dạ sáng ổng cũng tắm luôn. Trời. Sáng ổng tắm lần, trưa về tắm lần, xong chuẩn bị đi làm tắm lần, rồi tối về tắm lần, chuẩn bị đi ngủ tắm lần nữa. Rồi. Cuối tháng là cái tiền nước nhiều hơn tiền gạo á. Hả? Rồi em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bớt ăn lại. Bớt ăn lại. Yeah. Một bên thì xài nước, một bên thì ăn. Trời ơi. Gì nữa? Bớt nóng tính. Bớt hay nóng tính, hay giận. Vậy hả? Dạ. Bây giờ vậy nè cưng, cái vụ mà tắm á, tắm khuya đó. Dạ. Là mình gội đầu mà khuya đó là mình sẽ bị nhức đầu á, nhức đầu. Dạ. Mà cái mắt mình sẽ từ từ mình không thấy đường luôn á. Dạ. Không, cái đó là đúng đó, từ ông bà mình từ ngày xưa nói vậy rồi. Thì dạ. Thôi thì mình buổi sáng và buổi trưa được rồi, bỏ cái cử khuya đi hả? Dạ. Cưng ạ. À? Có nghĩa là từ 5 cử giờ coi như còn 3 cử thôi. Ừ. Buổi sáng, buổi trưa với buổi chiều trước khi đi ngủ, đúng không nè? Còn bé vợ thì cũng ăn đúng cử đặng để tránh cái trường hợp mà bị như tôi. Nếu các bạn chuẩn bị ăn một cái gì, hãy nghĩ tới Hồng Dân Quốc Thượng, Hồng Dân Quốc Thượng. Tự động thay đổi thật xấu của mình, được chưa? Dạ. Rồi, chúc em mãi mãi vui tươi và mau chóng có một em bé kháu khỉnh ra đời, cho vui cửa vui nhà, nội ngoại đều về, nghe chưa? Em chào anh Quốc Thịnh và chị Hồng Vân. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Trần Nhật Duy, năm nay em 25 tuổi. Trần Nhật Duy. Dạ. Duy làm nghề gì? Dạ, em chạy xe tải. Rồi Duy là ở đâu? Quê em ở Quảng Nam mà, hiện tại bây giờ em đang ở Bình Dương. Em cũng ở Bình Dương. Dạ, em cũng ở Bình Dương. Quê ở đâu? Quê em ở Thanh Hóa. Ủa gì, một người Quảng Nam, một người Thanh Hóa, vậy chụp hình cưới ở đâu? Em bắt xe vô quê chồng em chụp hình. Hình cưới đẹp. Em có chụp album, em chỉ chụp mà mình cái ảnh lớn thôi. Tức là không có album hình cưới. Dạ, không có gì hết. Nếu như có một người nào đó tặng cho hai bạn một bộ ảnh cưới, hai bạn có thích không? Dạ thích ạ. Dạ thích. Có sẵn sàng chuẩn bị simi để mà làm một bộ ảnh cưới cho thật lộng lẫy không? Tại đây. Dạ, có. Tại đây luôn chị. Tại đây luôn. Có. Như vậy thì hôm nay là một cái duyên, thì anh Xuân xin là thay mặt cho chương trình Vợ Chồng Son sẽ tặng cho hai bạn một bộ ảnh cưới mà sẽ chụp ở tại trường quay này, một bộ ảnh cưới kỷ niệm, đồng ý không? Dạ đúng rồi. Ok. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái giai đoạn mà đầu tiên các bạn gặp nhau. Dạ. Anh để anh kể đi. Sao Duy, kể đi Duy. Tại lúc dọc đường anh chờ em lên anh á. Lên chương trình là anh nói cho. Để anh nói cho. Em kêu để anh nói. Nãy giờ thấy toàn là cái đi. Cô vợ nói luôn rồi. Duy, lần đầu tiên em gặp cô gái này thì như thế nào? Nhưng mà lần đầu tiên là em đi làm bảo vệ cho quân đội 4 á. Em gặp vợ em mà mấy lần đầu á là em gặp vợ em và cô bạn mà em thích là thích cô bạn. Bạn đó tại tóc dài nên em thích bạn đó. Dạ, tóc dài. Dạ, quen nhau tầm được 2 tháng thì thấy nói chuyện không hợp thì em với vợ em là hay tâm sự, rồi vợ em với lại bồ của vợ em á hơi trục trặc. Dạ, em thấy vợ em bay vô luôn. Thôi rồi. Anh cứ đeo đẻo miết rồi đó. Em đi làm vậy, nắng mưa gì vậy, đựng xe ngoài cổng mà thấy em ra cái tò xe em điền trước, ảnh cứ điền sau miết rồi đó. Cỡ 8 tháng. Ủa 8 là ngày nào cũng vậy hả? Dạ ngày nào cũng vậy đó. Là tới tháng 8 là mùng 10 tháng 8 là ngày sinh nhật của em.
thì anh có tổ chức sinh nhật cho em á, xong ảnh kêu em ra ngoài nói chuyện. Em giờ đang đứng cái ảnh nói thôi anh quen em cũng lâu rồi, gần năm rồi, thì giờ em yêu hay không yêu á thì em nói cho anh một tiếng. Thế em mới nhìn nó có tội lắm, đi theo em nói chung là bất chấp em kể em chửi em nói gì cũng không bỏ luôn. Em kêu biết đâu được sau này mà mình bỏ anh này rồi mình kiếm được người nào giống anh không. Thì em mới kêu em yêu anh. Cái anh nói em nói lớn rồi nghe nghe hả, em nói em yêu anh, nó lớn là cái này được không, em yêu anh nó lớn này thôi không nói nữa đâu mà nó rồi sau khi mà cô ấy nói tức là thứ ba em yêu anh đó, là em làm gì? Mừng quá vô kêu thêm các điều hát nguyên cái sau đó là yêu mấy năm thì cưới ta hai năm dạ. Và bây giờ cưới được 5 năm rồi dạ. Hồi 5 năm thôi. Duy là người lãng mạn đúng không? Dạ đúng rồi, lúc yêu lãng mạn lắm anh, cũng lãng mạn một cách mà giống như trong phim vậy đó. Một ngày em đi làm về tặng cho em một bông hồng mà không phải hồng đỏ đâu, hồng nhung á. Hồi trước là em nói rồi, giờ mình chưa có con á, có cơ hội á thì cứ lãng mạn đây, mình đến khi nào mà dù vợ chồng mà đã về với nhau rồi, có con có cái thì nhiều khi cái công việc nó lu bu quá không có lãng mạn được, thông cảm đồng ý rồi mà giờ em không lãng mạn lại em không đồng ý hay... anh nó xạo á. Có không có đồng ý không, em không đồng ý chứ giờ trời không, em không đồng ý lớn tuổi rồi giờ nói người này nó tại em im lặng ảnh từ em đồng ý đó. Bây giờ để cho chồng nói nè, tại sao tụi em lúc yêu nhau lãng mạn như vậy mà tại sao khi lấy nhau rồi thì lại khắc khẩu là sao? Em nghĩ thì lúc mà yêu nhau thì chỉ là tình yêu thôi, nó không có liên quan, thứ nhất là tiền bạc rồi con cái rồi trách công việc rồi trách nhiệm, nói chung là nhiều thứ. Giờ về ở với nhau rồi thì nó cũng nhiều cái khắc khẩu, nhưng mà dạ nó cũng vui. Khắc khẩu mà vui hả? Cái khắc khẩu là nó xảy ra lúc nào, khi vừa mới cưới nhau về hay là sau khi có con? Dạ lớp lúc mà mới cưới về ảnh cũng không có về đâu, ảnh cũng lãng mạn hơn kìa, mà sau khi em có con cái là ảnh quên trơn. Đâu nói chung là vợ em dụ em nhiều cái lắm. Rồi, hồi trước á chạy xe đi đêm đồ á, vợ kêu thôi mình có con đi rồi lỡ anh đi xe mà đi đêm rồi em ở với con. Đến khi có con cho đã rồi cái giờ em kêu thôi giờ em đi làm công ty thì cũng vất vả, anh làm cái công việc của anh chạy xe nó hơi nhẹ chứ, thôi nấu cháo cho con đi. Cũng dụ em nữa. Rồi nấu cháo cho con. Dạ đi làm về rồi nấu cháo cho con rồi cũng không có thời gian quan tâm đến vợ. Có nghĩa là bây giờ phải dành chia thời gian ra cho con cho thành con. Ra là mới bớt quan tâm tới vợ. Em có biết chuyện đó không? Không ai đâu, anh bị lý do á. Trời ơi. Anh nấu cháo cho con là thật, nhưng mà ý là em quan tâm ở đây á là ví dụ như ngày lễ hoặc là ngày gì đó nhớ, chỉ cần chúc mừng vợ hoặc là một bông hoa hay là một bông hoa cũng được, anh hoàn toàn không có. Tôi đi làm về ví dụ như quan tâm vợ chút xíu, hồi vợ ăn cơm chưa hoặc là hôm nay em làm mệt không, không có đâu. Anh về là anh bay lên làm tivi, anh xem tivi vậy đó. Còn em là về là cơm nước rồi nhà cửa quần áo con cái là một mình em hết. Nhiều khi em nhờ anh làm, anh kêu từ từ đang có phim hay lắm để anh coi chút xíu rồi thế đó. Em nói miết nó miết cũng làm nha. Nhưng mà thường là em khắc khẩu vợ em về vấn đề gì? Vợ chồng em mà lại nói chuyện trong vòng 15 phút là vợ em hơi lớn tiếng, nên là em sợ hàng xóm nghe nên em không thích. Dạ là thôi em im. Dạ. Nãy giờ có nóng tính mà thể hiện ra ngoài luôn không? Tức là quát lại vợ hay là động tay động chân nhiều? Có anh hay quăng đồ lắm. Thời quạt đĩa dưới đất á, tức em cái đá cái bùm, quạt bài bóng tiêu. Mà có quánh em bằng nào? Quánh này còn có. Nhưng mà em cũng trách cái đó, tại vì lúc khi em nóng quá thì em có nói láo thì anh bà tay em cái. Nói láo là em nói gì sao? Tức lên nói mày tao vậy. Đội nhưng mà là mày tao luôn. Dạ nhưng mà anh cũng nói mày tao. Em còn hốt lên mày tao luôn. Rồi lúc cái con nó ở đâu? Vợ chồng cãi nhau to thì con cũng ở đó. Thế xong nhiều khi chồng em suy nghĩ á, em nói im lặng là em tính em nóng lắm, em nói dai lắm. Ảnh nói là em nói miết rồi đó. Em ảnh hỏi em có nín không em? Ảnh cãi nhau anh làm em tức kỳ như bắt em nín thôi, nín được. Rồi con em nay nhiêu tuổi? Con em được hơn 3 tuổi. Là con trai con gái cơ? Dạ con trai ạ. Vợ chồng em sau mỗi cái lần mà cãi nhau kiểu như vậy á, rồi có ngồi lại tâm sự với nhau không? Ông nói đến cái chuyện tâm sự nhiều khi em hơi bực vợ em. Dù vợ chồng nhiều khi nằm là em kêu vợ hai vợ chồng mình tâm sự nói chuyện thế này khác. Vợ hơi mệt quá mà dạy mà hai tay cứ chát Facebook có khi đến 10 giờ 11 giờ chưa chịu ngủ mà mình cứ kêu là tâm sự thì nó cứ nói em mệt quá vậy. Dạ, mệt quá nhưng mà lại chơi Facebook. Dạ. Cho nên là bao lâu rồi hai chồng chưa tâm sự? Tầm 2 năm không có tâm sự. Hôm nay qua em tới chương trình này là để cho anh nói ra, tại vì tính của em là ít cái chiều lắng nghe lắm. Thôi để giờ để anh nói đi.
Bây giờ đó em muốn vợ em như thế nào? Em muốn vợ em bớt lớn tiếng với chồng con, biết quan tâm chồng hơn xíu. Bây giờ cô không quan tâm em? Không phải quan tâm thì cũng quan tâm, nhưng mà nhiều khi mình muốn, ví dụ như em đi nhậu xỉn về, vợ lấy anh tô cơm, vợ không chịu lấy. Nhưng mà cái nhậu của em thường xuyên không? Tháng chắc nhậu 2-3 lần. Nhưng lúc em bệnh thì sao? Nếu như bệnh thì vợ vẫn quan tâm bình thường. Đó, đâu phải là vợ em không quan tâm em đâu, nhưng mà có thể là cái quan tâm này là chọn lựa để mà quan tâm. Ví dụ như giờ lần này em đi nhậu về, cái em cần cái gì đó, vợ lấy giùm miếng cơm, cái vợ cũng cung cúc làm. Vợ lấy ly nước chanh coi, ví dụ cũng cung cúc làm, cái lần sau em thấy đã quá đi nữa. Đúng tại vì đúng không? Vì một dạ, tháng đi 3 lần, bây giờ thấy trời con vợ ngon quá. Đi nhậu về cái nó ôi trời, nhậu 7 lần vậy cho nó đã. Còn ví dụ như khi nào mà em bệnh, khi nào em mệt trong người mà vợ em không quan tâm em á, thì cái đó là đáng trách. Đó thì bây giờ chị muốn cái sự mình từ từ mình rà thôi. Còn ngược lại như vợ, em cảm thấy em chạnh lòng lúc nào? Nói chung là ảnh nhiều lắm. Hồi mà yêu nhau á, dù em sai ảnh cũng chiều xuống, ảnh xin lỗi em trước. Còn bây giờ lấy nhau về là cãi nhau là anh làm cho đã cơn khát của anh à. Anh không được là anh đụng chân đụng tay, đụng cái là đập đồ, đụng cái là đập đồ. Cái thứ hai á là nhậu về anh nhầy lắm, vô anh nhéo rồi anh làm gì bực. Em kêu thôi nghe, em không có thích về đâu nha. Cái cười hề hề, cái bay vô nhéo miếng. Em điên lên, anh hét lên, cái làm gì mà hét mày dữ vậy. Em kêu em là nói nhẹ nhàng anh là sao anh không chịu nghe nữa. Cái sau anh kêu là muốn vui thôi mà. Em kêu em không thích vậy rồi. Đó cứ nhây miếng là lần nào về đi nhậu về cũng nhây chứ. Cái nhất là nóng tính, cái thứ hai nhây. Cái thứ ba nữa là không quan tâm em. Em chỉ muốn là vợ đi làm về á thì đi đón vợ dùm cái, tại vì em đang đi xa nhà. Đó, nhưng mà ảnh thay vì nhậu với bạn ảnh kệ để em đi bộ về chơi vậy đó. Nói chung không quan tâm gì hết trơn á, bỏ bê vậy đó. Nhưng mà ví dụ những lúc em mệt á trong người hoặc là em bệnh á thì chồng em có được anh đi với anh trai của anh á, thì em bệnh có cả mẹ em đang ở đó chăm sóc em luôn, thì em mới nói anh ơi đi mua em tô phở nghe. Cái ảnh kêu là bận công việc rồi, thì chút xíu là đi, mà em đợi chút xíu đâu 9-10 giờ đêm đó về cũng có đâu. Giờ chị hỏi thật lòng hai bạn nè, chị hỏi vợ nha, em còn yêu ảnh không? Yêu hơn chị. Tôi hỏi yêu thì trả lời yêu đi, đừng nói mà né qua chữ thương. Nghe yêu không? Yêu. Yêu không? Dạ. Thì Duy sao? Chung cũng yêu vợ. Không có nói chung cũng yêu vợ. Không có cho, bỏ chữ nói chung đi. Yêu là yêu, không là không. Nói chung cũng yêu vợ là sao tự nhiên bị ép. Có yêu không? Yêu. Đó, cái mấu chốt ở đây là hai bạn vẫn còn rất là yêu nhau thôi. Chị thấy về nè. Thực ra nha, cái này nói nghiêm túc nha. Thứ nhất là tụi em lấy nhau quá sớm. Hiểu không? Thì hai vợ chồng lấy nhau 5 năm rồi. Bắt đầu có nhiều những cọ sát nảy sinh ra. Thì là hai tính cách nó đối chọi nhau. Nhưng mà trên tất cả những chuyện đó thì là cái cốt lõi mà tụi em vẫn giữ được nhau tới bây giờ là tụi em hoàn toàn rất là yêu nhau. Và chắc là hai người đều thương con đúng không? Anh thương con em hơn em. Đó, thì á, cái đó là cái quan trọng nhất trong cái tình cảm vợ chồng rồi, là tụi em đã có rồi. Thì bây giờ những cái linh tinh, ví dụ Duy thì rất sợ vợ nói nhây mà nói nhiều, mệt mỏi, hiểu không? Đâu phải như lúc mà còn yêu nhau đâu. Lúc là thanh niên chưa có cái việc gì phải lo, bây giờ vừa con cái vừa gia đình, nhà cửa rồi điện nước rồi gạo rồi sữa cho con đủ thứ chuyện, hiểu không? Cho nên là mình tiết chế lại cái tật của mình, nói đúng lúc và vừa đủ đó. Còn Duy á, để chị thấy là vợ em rất là quan tâm em, nhưng mà tùy cái tùy chỗ thì em phải hiểu cái điều đó. Và ngược lại á, thì em cũng phải nghĩ đến vợ mình một chút, phải bộc lộ ra là đó mình cũng thương vợ, cũng quan tâm vợ như vậy. Thì tụi em cố gắng đi, 5 năm là cái thời điểm mà đáng lý tụi em phải lướt qua được tất cả những cái xung khắc rồi chứ. Vợ chồng là chỉ 1-2 năm đầu thôi, là chưa hiểu nhau thôi, nhưng mà 5 năm rồi là đã qua được cái giai đoạn đó rồi. Cho nên mình nên hiểu nhau để giữ nhau, chịu khó tâm sự đi. Nên là thay vì mình đi nhậu thì bây giờ mình bữa đó mình quỷ bữa nhậu mình ngồi mình tâm sự. Đúng rồi, đúng tâm sự vợ. Phải, nhưng mà từ khi mà cưới nhau về đến giờ vợ cũng chưa bây giờ mình bất kể em đi nhậu với ai mà vợ cho. Em còn phải có cái xã giao của bạn bè em nữa. Nhiều khi dạy giờ mà nói mà xin vợ ơi vợ bữa nay cho anh đi nhậu á. Không, cái mặt cái trùng bùng lên. Thỏi thiệt nãy giờ đã có hiểu nhau được chút nào chưa? Giải tỏa được chút nào chưa? Anh nói em có hiểu chút chút. Còn em Duy có giải tỏa được không? Em là người cần tâm sự. Nói chung là em cũng nói được cái nỗi lòng của em cho vợ. Hy vọng là vợ hiểu. Bây giờ là đến cái giai đoạn mà hai bạn phải tự xử với nhau. Hai bạn tự hứa với nhau đi. Bạn sẽ bỏ cái gì, bạn sẽ bỏ cái gì. Hứa đi, tôi không có nhìn đó. Đúng rồi, tôi cũng có nhìn. Anh hứa em trước đi. Đó, thấy không? Đừng có gây lộn, trời. Hứa đi nghe, đừng có gây lộn. Để tự chồng đó, không cần phải hối. Cầm tay nhau hứa đi, cầm tay nhau đi. Anh hứa với em kể từ nay anh sẽ bớt nhậu lại và bỏ thuốc. Ồ,
Em hứa với anh là em sẽ bỏ những cái gì mà anh không thích. Ví dụ cụ thể. Ví dụ như là nhẹ nhàng, dịu dàng với anh, không lớn tiếng nữa. Đấy. Rồi như... chịu tâm sự, chịu hai vợ chồng chịu tâm sự. Chịu lắng nghe anh nói. Đó, chịu lắng nghe đó. Wow. Đó. Không trời có chương trình nào mà nó như chương trình hỏi cảm xúc. Anh có Phật, anh chào chị Hồng Vân ạ. À. Em tên là Tài. Em năm nay em 35 tuổi. Công việc của em là em làm shipper cho shop của vợ em. À, oh. Làm shipper cho shop của vợ. Như vậy là hai cặp vợ chồng ngày hôm nay giống nhau ở một chỗ là vợ đều là như là kinh doanh online. Kinh doanh online. Đó, ừ. Và anh chồng, mấy anh chồng đều là shipper. Phụ cho vợ, hỗ đó. Trợ cho vợ. Và trong... chúc đơn. À, xin mời. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Em tên là Thùy Vân, năm nay em 35 tuổi. Rồi, là Vân nói về công việc của Vân đi. Dạ, hiện tại em đang làm... cho thuê mở một cái shop cho thuê trang phục biểu diễn. Tài là có cái biệt danh gì không? Có nghệ danh gì không? Dạ em ở công ty cũ thì đặt em là Tài Nhớt, còn ở xóm em đặt em là Tài Lầy. Ôi, Nhớt với Lầy ha. Nói chung là hai cái cũng kỳ phùng địch thủ. Hai bạn gặp nhau trong đoán hả? Em đoán thử. Đoán hai bạn sao gặp nhau ta? Tức là ông Tài Lầy này nè, trong một cái lần ổng ở công ty đó ổng là Tài Nhớt nha. Đó, tổ chức một cái lễ hội gì đó và ổng cần có như là thuê những bộ trang phục cho cái nhân viên để mà cái như hóa thân, thì ổng đi tới cái shop của cái cô này và ổng gặp cô này và ổng lầy lội quá và bị cái cô này coi như là cổ la mắng. Đó, cổ thể hiện, ảnh tức và ảnh quyết định ảnh cua cho bằng được và cuối cùng là họ quen nhau, đúng không? Dạ sai rồi. Sai, em sai quá rồi. Thôi giờ hai đứa nói đi. Nói đi. Là sao nè? À, em gặp anh cách đây 2 năm về trước. Là hai đứa tình cờ gặp nhau ở trên Đà Lạt. Oh. Dạ, em với anh là có một người bạn làm ở trên Đà Lạt bên trang trại chăm sóc thú cưng. Tình cờ với em gặp nhau ở đó. À. Mà hôm đó là em đi Đà Lạt một mình. Dạ, em đi Đà Lạt với đứa em gái. À. Tài cũng đi một mình. Dạ. Em hứa với bạn em là Tết em sẽ lên đó em chơi. Thế là mùng 3 em xác định em đi đến lên đó em chơi thôi, vô tình gặp vợ em thôi. Chứ không, nói chung là không có gọi là... Không có tính trước. Dạ, không có tính trước gì rồi. Dạ. Xong rồi sau gặp đó, lúc đó là hai đứa gọi là chưa có cái gì, chưa có âm mưu gì về nhau cả. Nhưng mà gặp chỗ trang trại thú cưng đúng không? Dạ đúng rồi. Mà em có ấn tượng gì về cô này không? Dạ không. Em không ấn tượng sao quen với người ta? Em bị gà chị ơi. Bị gà, đâu nói cái ai gà, ai nói đi. Vậy gà, ý nói, ổ ai gà. Không lẽ bạn của Thùy Vân. Để tao lấy nói nè. Em gài sao nè. Dạ thì bạn thân của em cũng là bạn thân của em của em vợ em. Rồi em của Thùy Vân. Dạ cho nên là nói chung là thì hôm đó là cũng kiểu như là gài để em gặp sao tính kêu thôi ông ơi. Tôi thấy bà Vân cũng được, ông hốt đi. Rồi thôi bà ơi, tôi không thích yêu quen xa đâu, xa lắm. Xong rồi khoảng thì em cũng chẳng xin số điện thoại, em cũng chẳng xin Facebook gì đâu. Xong rồi hồi đó vợ em cũng có nhiều ngoại tình theo đuổi lắm. Em nghe nói vậy em cũng không biết, em cũng hồi đó em không để ý. Xong rồi khoảng đợt 30 tháng 4 năm trước là thì năm trước đó. Năm em 2022 rồi. Sau dịch đó không? Hôm trước dịch, dạ trước dịch. Xong rồi bạn thân em với em của vợ em có mở cái quán chiêu bên quận 4 á. Xong rồi cũng gài em coi đó, bây giờ tôi mở cái quán đó, ông cũng có cổ phần trong đó. Ông qua đó, ông trong cái quán đó, sẵn ông trong cái bà này luôn cho tôi. Thế là em bị dính trong luôn bây giờ. Ủa nhưng mà em ở Đà Lạt, mà em lại làm ở dưới xe ở Hồ Chí Minh, đúng không? Rồi, ông này vô ông coi cái quán đó, và hai người gặp nhau. Mà thật sự là có cổ đông không? Dạ có, em có mấy cổ phần. Hai người gặp nhau trong quán. Dạ. Còn cái bữa mà ở trên cái chỗ mà thú cưng đó, dạ. Chỗ chăm sóc thú cưng đó là chỉ mới gặp nhau. Chỉ mới gặp nhau chưa có cái âm mưu vậy á. Dạ. Nhưng mà gặp nhau cũng là do bị gà. Đó. Dạ. Rồi xong về tới đây mà khi mà cái quán đó là cũng bị gà. Mới lấy. Ủa vô quán làm chung. Nó phải có cái gì trong quán? Thì là tại bà hồi trước em làm shipper, nhưng mà kêu bây giờ ông cũng có cổ phần trong quán đó, bây giờ ông vô đó ông làm, ông sẵn trong cái vừa trong quán này vừa trong bà Vân này luôn, bà Vân luôn, tại vì mình bà cũng mới xuống Sài Gòn được có mấy ngày là bà vô quán bà làm rồi. Ừ. Chứ không có phải xuống lâu nên là em trông cho đỡ lỡ có biến gì em còn nhảy ra em ấy được. Ừ. Thôi bây giờ hỏi qua bà Vân nè. Ừ. Đó nãy giờ người ta nói quá, ta nói em gài người ta có không em? Em phải quật khởi lên cho chị. Có.
Đúng không? Chị cũng nghĩ là không có. Không có, đó là em với chồng em là bị gài thôi. Cả bị hai người ta gài, bị ông bạn gài. Bạn gài. Đó, bạn rồi gài sao nè, gài gì nè. Dạ. Cái chuyện gặp mặt nhau là cái chuyện rất bình thường. Không, cái vô chuyện... quán, bắt đầu gài. Bé này là phải gài từ lúc mà gặp nhau ở quán. Đó, thì dạ. Bây giờ cái gài mà cái gài mà cái gài mà gài cứng ngắc luôn á là gài gì? Gài cứng. Gài sao đó, ý là đó. Bạn, mấy ông bạn của em á gài sao để hai đứa giờ thành vợ chồng đó. Dạ, gài vào cái đúng dịch. Ừ, gài vào đúng dịch. Làm cái quán nó xong rồi dịch. Là không đi đâu được hết, lại trong quán rồi. Về lại quên cái shop bên Bình Thạnh. Xong rồi là dính thời nhau. Gian bọn em bị dịch cái là bọn em không làm nữa, bọn em đóng cửa quán. Thế là bọn em mới kêu thôi vậy thì dịch không bán được nữa thì về lại shop để phụ shop. Trong thời gian dịch thì bọn em mới kêu là dịch như thế này thì chắc chắn là sẽ không ai thay đồ. Bọn em là em với chồng em với lại hai người bạn nữa. Rồi đâu em gái em với Mạnh Thân. Mạnh Thân. Là làm tiếp tục bọn em mới kêu thôi mình ở Lâm Đồng thì mình nhập rau ở Lâm Đồng về bán trong 4 tháng dịch. Là em với chồng với bạn hai người nữa là làm và cung cấp rau xung quanh quận chỗ em ở. Là về rau đó, các dạ, loại rau. Về rau, các loại rau củ quả. Là trong 4 tháng đó mà em ở với nhau là phát sinh tình cảm trong thời gian. Phát sinh tình cảm. Ủa như vậy là đâu có gài ở chỗ quán xíu? Có gài, có gài ở đó chứ đâu nữa. Vì là anh này là cái thời điểm đó là đang giận bố mẹ. Em hay lông bông, em hay đi lắm. Bây giờ sợ gà vô ông không về nhà. Không về nhà. Vậy là ngủ ở quán. Ngủ ở shop luôn. Đó. Ngủ ở shop thì chắc chắn là. Đúng rồi. Cô này thì nhà ở Đà Lạt thì thành ra bắt buộc là đâu có về Đà Lạt được, phải ở shop luôn. Nhưng mà xí ở trong shop đó còn có cô em của em với bạn em nữa. Dạ. Đó, là ở shop ở với ba cô. Ba cô. Nhưng mà lại dính em. Dạ. Tại vì hai cô kia là có gia đình rồi. Hai cô kia là có gia đình rồi. Rồi mà dính sao nè? Quan trọng ban đêm. Đêm hôm khuya quá. Dạ không. Tại vì cái shop đấy là nó có một cái giường tầng. Em với lại bạn thân em thì nằm giường dưới, còn con em gái em thì nằm giường trên. Còn chồng em thì lúc đó nằm ở cái nệm. Ở dưới đất. Dưới. Dạ. Rồi á, lâu lâu vậy em bị rớt xuống dưới đất đúng không? Dạ không rớt được chứ. Không rớt được. Dạ. Tại vì giường nằm ở cái giường trên là hai người chật lắm em. Chật, nhiều khi bị rớt đâu biết được. Ở giường tận nhỏ xíu. Dạ, thế trong khoảng thời gian đó thì anh bị ốm, thế là không có ai chăm thì em chăm hết rồi. Thế là lại sinh tình cảm. Hai người lớn tuổi rồi. Về với nhau đi góp gạo thử cơm chung. Thế là bọn em cũng kêu cho em cũng lúc đó em cũng hơi chảnh. Em kêu cho ủa tôi có biết bao nhiêu vậy, đang quen mà tự nhiên phải quen người này. Lúc đó em chảnh cực. Thế xong rồi kêu cho thứ nhất á, là cái anh này anh hiền. Thứ hai này không rượu chè, không bài bạc, không gì hết. Đúng tâm điểm em đang chọn. Thế xong kêu chứ thôi kệ cứ quen thử. Bây giờ là dính. Quen thử cái dính luôn. Là cách đây là 2 năm hả? Dạ không. Mới đây thôi, tháng 4 vừa rồi đúng không? Tháng 4 vừa rồi, trong thời gian dịch đó. Trước dịch. Vậy là quá son luôn đúng rồi, không? Rồi, như vậy là đến cái giai đoạn mà sau khi mà hết dịch đợt 1 đó, tạm lắng cái đợt dịch đợt 1 thì chắc chắn là phải xả cửa. Là hai đứa có đi Đà Lạt đi chơi không? Dạ, sau dịch là bọn em mới... Không, cái đợt sau dịch mà tháng 10 là tụi em đi Nha Trang luôn. Đi Nha Trang, mà đi bao nhiêu đứa? Đi cũng đi nguyên team 4 đứa. 4 đứa. Dạ, nguyên cái team cứng của em mà. Rồi ngủ có ngủ chung phòng giống như là ở quán không? Dạ không. Có không, hai đứa kia ngủ chung em với em ngủ chung mà chồng là ngủ chung một phòng. Người ta hiểu lầm, người ta cho hai cái con chim hạt này nè, chứ không rất phòng đó là phòng tân hôn đó, phòng. Dạ, đúng rồi. Lúc đó mà em chưa mới chính thức là xác định là quen nhau mà chưa gì người ta cho hai con chim hạt mà bằng cái khăn á. Rồi tối đó là sao? Đêm đó thì mặt đến nào đó ngủ rồi đi xe mệt quá anh chị ơi. Tại vì bọn em đi xe từ Sài Gòn về xuống Nha Trang, xong rồi từ Nha Trang ra đảo là bọn em rất mệt rồi thôi. Mặt đứa nào đêm đứa ngủ. Là đêm đó là mặt đứa nào đứa đó ngủ? Dạ, không có chuyện gì. Đêm đó là ngủ trong cái phòng động phòng. Ừ. Mà hai đứa nó không động phòng. Đúng rồi. Đó. Rồi đêm sau có chuyện gì xảy ra không? Dạ không. Không luôn. Cái đợt đó là cả cho đến khi mà đi về. Nguyên cái đợt đó luôn. Dạ. Nhưng mà đi về mới có. Dạ, về đến ngày cưới thì bọn em đi động phòng. Là dành cho đêm tân hôn thiệt, dạ. Đúng không? Ôi, hay quá. Hay quá hả? Rồi bây giờ nè, các bạn cũng đã lớn tuổi rồi. Gia đình có hối cưới không?
Thì đó cũng cũng bị hối đó anh, cái này hối là hối cái bác sĩ hối nữa. Bọn em bị thấp cưới luôn á. Sao bác sĩ hối kìa kìa. Không không hơi. Ông hơi, lầy ông không. Mới nói kìa. Bác không, sĩ hối kìa. Không bác sĩ không chưa hối mà ba mẹ em đã hối rồi. Cái... chưa bị hối chứ chưa. Bởi vì mình phải lừa. Mình phải lanh mình được không? Đó, ông nói xong cái là mắt ông lấm lét liền mà tôi nghe được rồi. Mà bây giờ nè, bác sĩ hỏi cưới hay gia đình thúc cưới? Gia đình hỏi cưới. Hỏi cưới. Tại vì nó nói tân hôn mới mấy. Bây giờ có em bé chưa nè? Chưa. Chưa có hả? Dạ. Chưa có. Bây giờ nhanh thiệt. Rồi, vậy là... ra bác sĩ hỏi đây, đây, ông nói, ông làm bé ông nói. Em là bác sĩ hỏi cưới. Ba bác sĩ chưa kịp hỏi cưới, ba mẹ em đã hỏi cưới. Chưa. Mấy câu. Ông thiếu chữ chưa. Em mới dắt về là kêu ba mẹ ơi đây là, gọi là bạn gái con, có gì ba ba mẹ nói chuyện với gia đình trên bạn gái con giùm con để con lên đó con gặp gia đình bên trên. Thế là các cụ phay thai với nhau khoảng 15 phút sau định ngày cưới luôn. Trời ơi hay quá mà định bao lâu? Dạ. Yeah. Yeah. Định chấp, cách bao lâu thì chấp nhoáng không? Dạ chấp nhoáng. Chấp nhoáng có 15 phút em đi du lịch Nha Trang về là hai bên gia đình gặp trong 15 phút là quyết là cho cưới. Dạ. Rồi bây giờ cái thời gian để mà cưới á là có chấp nhoáng không? Chấp nhoáng. Không chấp nhoáng. Bao lâu? Còn hơn chạy deadline nữa anh ơi. Trong vòng em từ khi mà gia đình thúc cưới đến khi đấy là có 3 tuần. Ba tuần là cưới luôn. Ba tuần là cưới luôn á. Nhưng mà cũng may phải nhanh vậy mới trước dịch được. Chứ không là dịch cái là coi như là ngưng luôn. Chứ để từ từ. Mới cưới đây được 1 tháng. 2 tháng rồi. 25 tháng 12. Hôm 25. 24 25 tháng 12 hôm Noel. Mới có 1 tháng thôi. Mới 1 tháng. Ủa là mới cưới đây thôi. Dạ. Nhưng mà trước đó là cũng đã làm giấy kết hôn rồi chưa? Dạ rồi. À làm giấy kết hôn trước. Dạ. Rồi đợi tới mới cái đang tháng rồi mới tổ chức. Ba mẹ kêu là thôi làm giấy kết hôn đi rồi hẳn tổ chức. Nhưng mà cái đêm động phòng là tính từ cái tờ giấy kết hôn hay là mới tính là cách đây 1 tháng? Dạ cảm ơn. Cái đây tháng. Là mới thôi đó. Mới tinh cơ lơ luôn á, vậy là chưa có con là đúng rồi. Đúng rồi, sao má rồi chị ơi. Rồi sao? Rồi giờ lấy về rồi sao? Thôi tới vụ tật xấu đi, phần kia đi đúng rồi. Tới vụ tật xấu luôn đi. Đang hỏi nè. Đó. Sao nè? Đứa nào nói trước? Thôi vợ đi, bé vợ nói trước đi. Sao Vân? Tật xấu của anh nhiều lắm ạ. Chắc chắn là lầy rồi nè. Thì lầy là chắc chắn rồi, biệt danh luôn mà. Tài lầy. Rồi tài nhớt nữa. Nhớt là lười đó. Dơ nữa. Thôi hai ngày hoặc 3 ngày mới tắm một lần. Trời ơi sao hai ba ngày mới tài lầy. Sao vậy lầy? Mà thích thì đi tắm, còn không là thôi khỏi luôn. Em hối mới tắm phải không? Dạ. Rồi mãi chơi. Mãi chơi. Mà chơi những gì? Chơi game trên điện thoại. Chơi mà bỏ ăn mãi bỏ chơi. Vợ luôn hay sao? Mãi chơi mà quên tắm luôn hả trời? Dạ, mãi chơi quên tắm luôn á. Rồi sao nữa? Mà ổng lại là dân shipper nữa. Mà không chịu tắm thì người nó hôi tới cỡ nào. Đi có ngoài đường ngoài nắng không à. Có hôm em kêu thôi, không tắm thì ngủ dưới đất đi. Rồi bây giờ có cải thiện cái vụ tắm rửa chưa? Nha. Bây giờ có cải thiện cái vụ cải thiện có ít chứ không được. 2 ngày tắm lần. Mới cưới đây mà. Còn phải 5 nữa mới cải thiện. Rồi gì nữa là dành chị ơi. Không bây giờ là 2 ngày tắm lần hay là 1 ngày tắm lần? Dạ 2 ngày tắm lần đó là cải thiện lắm luôn. Đó thấy chưa, bây giờ 1 năm sau bắt đầu mấy ngày tắm 1 lần. Phải từ từ, phải cải thiện từ từ đó. Dần khoảng cách. Em đang kêu 1 ngày tắm 2 lần luôn á. Đó, mà chịu chưa, nhiều khi bị sợ nước á. Dạ không, ở nhà em xài nước nóng. Vẫn sợ, vẫn sợ. Em kêu tắm, kêu thôi lên gội cái đầu thôi, thay bộ đồ mới xong. Đó thấy chưa, không tắm, gội đầu thôi mà không tắm. Mà mỗi lần không tắm vậy là tối là đâu có cho lên giường đúng không? Dạ. Không có cho đụng vô người đúng không? Dạ. Rồi sao? Rồi ổng có vô khắc phục, ổng tắm để ổng đụng được không? Dạ thì... Tại vì thường thường là... Khi lên giường là lúc nó 10-11 giờ đêm rồi thì con cũng kêu thôi lỡ rồi khỏi tắm được. Nằm tạm đi, xong ngày mai sáng sớm dậy tắm cho nó tốt. Nằm tạm đi. Nằm tạm. Dạ. Chứ còn ảnh nằm xong thì sáng mai con phải là giặt chân da rồi đấy thôi. Dạ. Thấy thương không? Thấy vợ thương không? Phải khắc phục. Đó là tật xấu rồi, phải khắc rồi. Phục. Còn tiếp tục tật gì nữa không? Chơi game đó chị. Đi vệ sinh nữa. Thì game quên tắm đó là hai cái nhập một là xấu rồi đó. Đi vệ sinh là mang điện thoại và chơi, có thể ngồi trong nhà vệ sinh 2 tiếng đồng hồ. Ôi. Trời ơi. Rồi thời gian đâu ông đi shipper tại lại.
khi nào có khách bốc hà bốc đồ em tại đi tại vì khi nào có khách là hàng thì anh mới đi thôi, còn không là anh là nhà tại vì đồ của em làm theo mùa chứ không lấy phải đồ là... với sắp xếp đồ quần áo chứ không phải là theo gọi là thường ngày em. Dạ. Nhưng mà ông vô toilet đó là ông chơi game một ngày mấy lần, coi như là hai lần không, điện thoại em lúc nào cũng nóng ấy, hai lần là 4 tiếng đó. Dạ. Ông chồng người Pháp đó nghe là một ngày là 3 lần, còn ông này là một ngày mấy lần? Coi như là từ sáng đến chiều mà không có khách, hoặc là xếp đơn xong cho khách rồi á là có thể ngồi chơi đến tối rồi. Wow. Ông nhưng mà ông vô toilet ông chơi hay là ông ở ngoài ông chơi? Có lúc thì ở ngoài chơi, có lúc thì chui vô toilet chơi. À, còn ông kia là đều đặn, ông kia là đều đặn. Ông kia là coi như là ba lần hóa ở tốt trong toilet. Đó. Mà bà vợ cọc luôn á. Đó. Em đây gọi không được, không có em phát cửa. Wow. Rồi, còn có đam mê thú vui gì mà em cảm thấy khó chịu không? Dạ không. Nói chung đam mê thú vui của anh thì cái đó là có chỉ có mê game thôi đúng không? Chính xác về công việc thôi. Ví dụ như là về các loại đồ cosplay á thì họ sẽ dùng về súng ống nhiều. À. Đó, cái đó là về công việc thì mình sẽ chấp nhận. Cái đó là tốt mà. Dạ. Cái đó là đam mê cái đó. Ổng có giữa đêm giữa hôm ổng mặc đồ siêu nhân rồi ổng cầm súng rồi. Dạ. Rồi chồng có lãng mạn không? Dạ, khô cằn lắm. Khô cằn. Có mà không một chút lãng mạn, không một chút tỏ tình. Có tỏ tình không? Dạ không. Không luôn. Rồi sao chấp nhận lấy ổng? Thì nhìn thấy ảnh hiền với lại tính tình của ảnh cũng dễ thương. Với lại ảnh biết, nói chung là có quan tâm nhưng mà quan tâm theo kiểu là hời hợt thôi. Mà cái cũng có một chút cảm giác quen ông này lấy ông này cũng có cảm giác là bình an. Em có mình cảm nhận được rằng là tài lầy thương em không? Dạ có. Có chia sẻ công việc với em không? Dạ có. Thì vậy mới lấy chứ. Có nhờ tài lầy. Nhưng mà là cái chuyện mà cái cảm giác bình an kế bên tài lầy là coi như là thấy là an tâm rồi đó. Dạ. Có đúng luôn không? Luôn phải là như vậy thì mới là vợ chồng đó. Dạ. Rồi, vậy là thôi cho mong muốn thay đổi luôn đi. À. Đang khỏi chút xíu sợ quên. Ừ, bây giờ Vân muốn tài thay đổi điều gì? Em muốn là anh giảm mất chơi game lại. À. Đó, ông em ông vợ chồng son đó ông Tài. À. Siêng tắm một siêng tắm bớt chơi game. Thì tôi sửa. Tôi tu sửa sao được, tôi tu sửa. Coi như là khắc phục từ từ đúng không? Dạ, rồi bây giờ ông phải cho cái thời hạn đi. Đó, bây giờ bao lâu nè? 6 tháng, 5 hay 2 năm? Dạ, 6 tháng. Cái vụ tắm tháng là nên làm liền. Đúng không? Game thì có thể từ không từ không? Nhưng mà tắm là làm liền. Đây là đang là cái mùa lạnh. Đó, mà chưa qua Tết cái nó nóng. Mà qua coi như qua Tết chắc phải là như là ông phải chuyển hẳn đi, coi như ngày tắm lần trước đi. Đúng rồi. Đó. Cố gắng khắc phục. Khắc phục ha. Khắc phục nha. Bớt chơi game nữa ha. Ừ. Cầm điện thoại nóng quá mà. Cũng có. Rồi. Ok. Lên đây mà đã hứa là sẽ chắc chắn là sẽ thực hành. Thực hiện nha. Rồi bây giờ tới tại đây đó. Vợ ông có những tật xấu gì? Nhà vợ em có tật xấu là cái mặt lúc nào cũng gọi là hài hước á. Gọi là những cái lúc mà em cần nghiêm túc mà nhìn mặt má tức là em hết nghiêm túc được luôn. Nên mặt ba hài quá. Dạ ba hài lắm. Với là chắc mặt ông không hài lắm. Mặt ông hài không bả luôn. Mặt em không có hài. Mặt em cũng tốt lắm. Trời ơi mặt ông lầy cũng chết luôn, lầy mà lội luôn á, lầy lội luôn á. Người ta nhìn bả cái em hài thôi. Anh hài lắm luôn á. Không có hài đâu. Cái hôm mà hai đứa làm lễ gia tiên á. Đang làm lễ gia tiên thì lại nghiêm túc đi. Anh kêu cười lên đi làm lễ gia tiên sao cười được cô ông chị. Nghe cười lên đi xem em nhìn không, đang làm lễ gia tiên mà cái mặt như bát sủi gạo, kiểu như ai lấy bát sủi gạo sao cái mặt này, mà ố kỳ vậy, ủa là làm đám cưới mất mới bát sủi gạo sao mới mặt nào mà như vậy mà mất căng lắm mà căng thẳng lắm anh. Ê, có khi nào mà em dẫn ba đi vô đâu mà em sợ nhìn mặt bả không? Không, em không sợ nhìn mặt bả mà nhìn mặt ví dụ như những cái chỗ cần phải nghiêm túc có sợ dắt bả đi đám ma không mà dắt bả vô nhìn mặt bả cái hồi em nghĩ luôn á. Em nghĩ trời có nghĩa là ổng là ổng có nhìn mặt bả là ổng mắc cười cho nên ông rất sợ dẫn mà đi đám ma là nên là vô nhìn mặt là vô đám ma mà đang đứng cúng cúng mà nhìn mặt bả cái đứng cười cái rồi xong rồi chắc định luôn rồi dùi đúng lầy có gì nữa, gì nữa nè tật xấu là ủa cái mặt hài đâu đâu phải là tật xấu đâu không cũng có xấu xíu đó đi đám ma nhìn bả cái sao em nghiêm túc được anh kêu mà em hành dễ thương hết mà riêng anh kêu mà em hành xấu rồi, gặp mà cái đó đáng yêu mà vui mà rồi cái đó đáng anh yêu mà. Đó gặp mặt anh mới hệ vô anh thích không
Mình mang lại niềm vui cho người ta, đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Rồi còn lại nhập còn thêm, bà còn gì nữa không? Thêm bà hay cà khịa mấy đồ vạch đó. Là sao? Ví dụ như đang ở bên quán mà hồi đó em làm quán chiêu á, cái két bia người ta để trong góc rồi, bà đang đi bà đáng đưa quất cái chân đá cái nó để cái chân nó bị sưng rồi. Ủa cái mắt mắt mới vậy, cái két bia nó nằm chỗ đó mắt mới không, né né nó ra mắt rồi mới đá chúng nó. Hoặc là cái kệ nó, cái kệ mà người ta để trong góc rồi, bà đáng đi bà quất bụt cái chúng cái tay để cho cái tay tím kìa nó cũng quất trong cái kệ đâu tay đây rồi. Vậy là tài nó không có xạo nha, cái chân là tím nhiều lắm đó, hay cà khịa đồ vật lắm, nói chung là cứ đi gặp cái gì đá cái đó là cà khịa đồ vật. Cố tình không mặc chởn đoạn bị đi như là không, đoạn không hay là cố tình, mặc dù thấy nó nằm đó rồi né qua cái không thể né quất bụt cái hả, né rồi mà né không kịp, né bên này thì qua bên kia là cái đó gọi là cái gì ta, bị hậu đậu, vô ý vô tứ và hậu đậu. Hậu đậu bị hậu đậu là hay bị đụng này đụng kia đó. Tự nhiên đụng xong người tím tím mà mất công, người ta hỏi ủa bị chồng quýnh hay sao người tím dữ vậy, cái là chết em luôn, mà em có giờ em quýnh đâu. Sao thiệt cái chân người tím kìa, cái tay tím ở nhà chắc đụng ta lé chứ hả. Dạ, nói chung là chỗ nào cũng đụng được hết. Hỏi nghe nè, hồi nãy giờ ngay lúc mà bước vô phim trường giờ làm sao có đụng vô cái nào không? Lúc đây đèn hơi căng luôn á, ở đây đồ đạc nhiều lắm. Rồi cái gì nữa tài? Rồi nói chung là vợ em thêm được cái tật nữa là gọi là dân kinh doanh vậy chắc tính toán đồ dữ lắm đúng không? Không tính vợ lắm anh ơi, đâu tính bây giờ kiểu như 6 x 3 = 18, bà không tính 6 x 3 = 18 đâu, tính 6 + 6 = 12 xong mà cộng 600 nữa là 18. Gọi là một cái gọi là tính toán gọi là cầm cành lằng ngoằng. Ủa gì là... ở nhà tính tiền thì là ai tính? Thì bắt là bà tính, nhưng mà nhưng mà bà không có tính móc, như người ta móc mấy mới tính ra tính bà là... tự bà làm cho bà khó hơn. Ví dụ như 6 x 3 = 18 thì bà không tính 6, vậy 12. Đúng rồi, bà tính là 6 đâu có 2 × 6 = 12 rồi 6. 12 mới cộng 6 thành ra 18 đó. Cha em khoái tính vậy đó hả? Thì tính về cho nó kỹ. Bởi vậy bà mới hay va vô đồ vật á, đi một đường không chịu lằng ngoằng chút xíu là tính đúng. Tính nhiều đó. Đó, đúng không? Rồi gì nữa có gì giờ, nữa không? Ê, có bao giờ là trong cái việc mà mua bán của bà có bị lộn tiền này nọ không? Không lộn tiền hay không? Chắc chắn là không rồi. Tính hơi em thấy là lộn tiền là không. Em thấy là biểu tính kiểu vậy cho nó kỹ mà. Đó, không có sót đâu đúng không? Không sót. Mà người ta nhanh cho nó lẹ, không chịu nhanh cộng lại em mới cộng. Chậm mà chắc. Đó người ta theo cái tiêu chí chậm mà chắc. Chậm mà chắc. Rồi nè, có ghen không? Ghen dạ có ghen. Đâu ví dụ kể chuyện ghen chơi. Ghen là hôm bữa hồi lâu rồi. À, còn bạn em nó em ơi chơi chung với mấy gọi là nhiều bạn bè lắm, có bạn kia nó nhắn tin cho em là nhắn tin là em yêu anh đồ các kiểu, nó nói bla bla gì các thứ, xong rồi vô tình hôm đó em đang sạc pin là bà nhặt điện thoại bà cầm bà coi xong mà mặt xị đống, xong rồi gặp con em vợ em với các bạn thân em á, thấy mặt bà xị đống hả, ủa cái chuyện gì vậy, cái ông tài đang quen tôi mà ổng nhắn tin yêu đương với con khác. Thế là ghen nguyên ngày đó. Xong rồi em phải nhờ hai người đó gọi là dàn xếp. Dạ. Đó là cái chuyện lúc yêu đúng không? Dạ lúc yêu. Tại vì sao em giật là em đang đọc để cho em đọc xong đi. Cho em đọc xong đi rồi em rồi sẽ thích sau. Anh sợ. Thế là đến khi em đụng đến điện thoại thì anh thay đổi mật khẩu. Trước đây điện thoại anh không dùng mật khẩu. Mặc đồng cái anh dùng mật khẩu thì mình phải suy nghĩ chứ chị. Vậy là ông tài em có cái tà rồi. Có cái tà trong đó rồi ông tài ơi. Không có tà đâu. Thế nên là em mới giận em mới không nói chuyện một ngày. Cái xong anh sợ là khi em giận rồi thì em sẽ không, tại vì hôm sau là 20 tháng 10 thì em hứa với ba mẹ anh tài là con sẽ về bên ăn cơm. Thế anh sợ là em giận em sẽ không về bên đấy, nhưng mà giận thì giận chứ đâu dám giận người lớn. Thế nên em vẫn hẳn nhiên em về em ăn cơm em vẫn vui vẻ. Đến tối thì anh kêu chứ, đến tối thì anh mới kêu con bé nó giải thích. Khi về nhà kêu con bé bạn của anh giải thích. Giải thích cho em đó. Dạ, anh kêu ủa tại sao anh không giải thích đi, anh kêu con bé bạn giải thích gì. Rồi ông trả lời sao? Ông kêu anh không biết giải thích làm sao cho em hiểu. Rồi, nhưng mà bây giờ từ lúc cưới nhau tới giờ là anh không có mèo chuột gì bên ngoài đúng không? Dạ không dám luôn. Rồi như vậy được rồi. Ở bên vợ em hết 24/25 rồi, đâu lấy đâu đi đâu. Bây giờ tài mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì nè cưng? Dạ nói chung là em muốn vợ em thay đổi là bớt gọi là tính gọi là lằng ngoằng giùm em cái, đến tính lúc khách người ta cần gấp mà đến lằng ngoằng là mệt lắm, với lại mặt nghiêm túc giùm em cái, đừng có ấy.
Mặt càng nghiêm túc càng hề nghe, chị nói cho em biết á. Bây giờ mặt anh Bin mà càng nghiêm túc càng hề đó, chị nói thiệt đâu, luôn. Đâu có hề đâu, nghiêm túc như đâu có hề. Đó, nè đó cái mặt nghiêm mà chị không cười sao được. Em thấy không? Không, thực ra là gì nè, chị thấy hai đứa tụi em bây giờ đang vui quá. Mới cưới nhau có 1 tháng đúng không? Dạ. Bây giờ là đang bắt đầu là phải cọ sát với nhau đó. Dạ. Để coi coi là bạn này có cái gì mà chưa hợp với mình, bạn kia có cái gì mà mình thấy khó chịu. Thì thành ra là tụi em nên là có những cái trao đổi trực tiếp với nhau. Ví dụ như cái chuyện bạn này làm biển tắm là em phải nói đến khi nào sửa thì thôi. Ở trong đó là nó có nhiều cái là ví dụ như là phải nói ra, nhưng mà đương nhiên mình phải nói làm sao để đừng có bị cảm thấy tự ái á, hiểu không? Em nói nhiều thì anh kêu em nói nhiều vậy. Không thì bây giờ nói em nhắc nói nhiều nè, anh kêu em nói nhiều vậy. Nếu em biết nếu rồi. Anh không muốn em nói nhiều thì thôi anh làm đi, đừng để em nói nữa. Đúng rồi. Ví dụ vậy đó ha. Dạ. Đó cho nên là hai đứa phải mất 1 năm để mà có thể hòa hợp với nhau. Dạ. Đó, về mọi phương diện. Ừ. Rồi chưa tính là có em bé rồi á, là sẽ nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn nữa. Đó là tụi em phải lường trước nha. Đó, nhưng mà phải nghĩ đến em không lo về phần chăm con, em rất an tâm về ảnh. Không, cái chuyện chăm con chị không nói. Cái việc chăm con là bình thường, nhưng mà khi em có bầu em sẽ thay đổi tính tình rất nhiều. Thì lúc đó Tài phải nhớ, thứ nhất là bạn cũng lớn rồi. Khi bạn có bầu bạn sẽ thay đổi về nội tiết tố, cho nên là sẽ cáu gắt nè, sẽ bẩn tính nè, sẽ trời ơi phải nói là cọc cằn nữa đó. Mình phải nhường. Đó, thì mình phải nhường. Bởi vì những người lớn tuổi mà khi mà có thai, đẻ xong rất dễ bị trầm cảm. Cho nên rằng là mình phải nhớ nghe, mình phải chiều chuộng vợ nha. Đừng có làm cổ bị cảm thấy tủi thân á, là cổ dễ bị, nhất là em như thể chất em hơi yếu đúng không? Dạ. Đúng không? Ừ. Đó, cho nên Tài nhớ nghe Tài. Thôi càng nhớ chăm sóc cho vợ kỹ thật kỹ nghe. Hồi giờ hai đứa có muốn có em bé luôn không? Dạ chưa. Chưa đúng không? Tại vì hiện tại công việc chưa ổn định cho lắm. Thôi cố gắng, công việc cho ổn định rồi. Chuyện nào muốn có thì nhắn tin cho anh. Không, nhưng mà theo chị là như vậy nè, tụi em lớn tuổi rồi. Thành ra em cứ để thoải mái đi, giống như để trời tính đi. Có nghĩa là con là trời cho. Thành ra đừng có kiên cử, đừng có dùng biện pháp gì hết. Có là giữ. Đúng không? Mà đến lúc nào đó mà cảm thấy là chưa có, trong khi mình đang muốn rồi mà chưa có, thì điện thoại đến ông mụ Mr. Bin. Liên hệ với mình vợ chồng son. Cho nên người ta chỉ đạo xuống một cái là tôi sẽ khai hoa nở miệng này. Rồi, ok, xin cảm ơn hai bạn. Bây giờ chúng ta đến với phần rất quan trọng.